Tiếp tục các diễn biến đáng chú ý về thị trường hàng hóa, kết thúc ngày giao dịch hôm qua 15 tháng 8, lực bán hoàn toàn chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa khi 27 trên tổng số 31 mặt hàng đang giao dịch tại MXV đồng loạt giảm giá, khiến cho chỉ số MXV Index giảm gần 2% xuống mức là 2.612 điểm. Dầu thô là tâm điểm chú ý của thị trường hàng hóa trong ngày hôm qua, khi có những thời điểm trong ngày giá đã giảm hơn 6% so với mức giá cuối tuần trước. Chốt phiên giá dầu WTI chỉ giảm 2,91% xuống còn 89,41 đô la Mỹ một thùng và giá dầu Brent giảm 3,11% xuống mức là 95,1 đô la Mỹ một thùng. Nguyên nhân khiến giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong vòng nửa năm qua được cho là do những lo ngại của giới đầu tư trước các số liệu kinh tế không mấy tích cực của Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Giới chuyên gia đang liên tục hạ dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong năm nay xuống khoảng 4-4,5%. Sản lượng khai thác dầu trong tháng 7 của Trung Quốc cũng ở mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Để biết thêm các phân tích về thị trường năng lượng, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Trần Bình Dương, công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi, thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Nhìn chung, bức tranh về nguồn cung thị trường đang khá rõ ràng trong ngắn hạn. Nên theo tôi, nhu cầu sẽ tiếp tục là biến số dẫn dắt xu hướng của giá dầu. Không chỉ lo ngại về kinh tế Trung Quốc, triển vọng tiêu cực của kinh tế Mỹ và châu Âu có thể sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá trong thời gian tới. Trong trường hợp thị trường đón nhận thêm lượng dầu từ Iran nếu thỏa thuận với Mỹ thành công, tôi cho rằng kịch bản giá dầu giảm về 80 USD trên một thùng hoặc thậm chí thấp hơn là hoàn toàn có thể xảy ra.